Ngô Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Gòn, kênh chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh này cô chú anh chị ha. Thì hôm nay Ngô Hoàng đang có mặt tại một cái vị trí ngôi nhà nằm ở hẻm một sẹt của đường Hùng Vương thuộc phường 2 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh nha cô chú anh chị. Để review cho cô chú anh chị mình một cái vị trí ngôi nhà kết cấu một trệt hai lầu ha. Có tổng cộng là hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Hiện tại ngôi nhà của mình đang có cái hướng chánh, đó là thuộc hướng đông nam của chú anh chị. Nhà thì có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng của chú anh chị. Nhà mình hiện tại đang thuộc cái con hẻm 122 của đường Hùng Vương của chú anh chị nha. 122 sẹt 2 sẹt 10 đường Hùng Vương. Nhà mình thì gần ngay chỗ cái bến xe Thành Bưởi của chú anh chị, gần ngay chỗ góc ngã tư giữa đường Lê Hồng Phong giao với lại cái đường Hùng Vương ha. Thì vị trí ngôi nhà của mình là cái căn ở bên trong đó ha. Cái căn này nè, một trệt hai lầu nha cô chú anh chị. Nhà thì có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, mua bán thì chỉ có một chứng sang tên lúc nào cũng được luôn. Nhà mình là sau lưng cái căn mặt tiền đường của đường Hùng Vương của chú anh chị. Hiện tại là ngôi nhà của mình đang ở phía sau nè. Cái mặt này là mặt sau, này là sau lưng của bên mặt tiền đường Hùng Vương ha. Thì nhà mình là đối đích với lại cái mặt tiền hơn của chú anh chị nha, đối đích ha. Thì hiện tại ngôi nhà này á, chủ á, đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng á, để rao bán cái ngôi nhà này mức giá phải nói là cực kỳ rẻ luôn cô chú anh chị. 2 tỷ 350 triệu, 2 tỷ 350 triệu nha cô chú anh chị. Nhà mình có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, mua bán thì mình ký công chứng sang tên nha. Mức giá phải nói là cực kỳ rẻ luôn. Ở đây cô chú anh chị mình thuận tiện trong cái việc mà mình di chuyển về quận nhất nè, rồi hướng về bên quận 3 ha, rất là gần nha cô chú anh chị. Nhà mình thì ở đây thì giáp ranh với lại quận 3 và giáp ranh với lại quận nhất luôn. Nhà mình hiện tại đang thuộc quận 10 nha cô chú anh chị. Nhà mình đang thuộc số nhà là 122 đường Hùng Vương, thuộc phường 2 quận 10 ha. Đó thì cái hẻm của ngôi nhà của mình đây. Hẻm này, hẻm của ngôi nhà của mình thì khoảng có chừng là 2 mét ha. Đó, 2 mét ở đây nha cô chú anh chị. Rồi cái hướng này á, cái hướng này của chú anh chị mình ra ngoài đó mình để tay trái là mình sẽ đi thông ra tới vị trí mặt tiền đường của đường Hùng Vương ha. Từ đây ra ngoài đó là cách một căn nhà này thôi, cách một căn mặt tiền này thôi là cô chú anh chị mình sẽ ra tới cái mặt tiền đường Hùng Vương. Ở đây là hiện tại đang thuộc số 122 đường Hùng Vương nha. Ở từ đây đi ra rẽ trái là ra tới trục đường Hùng Vương. Ở hẻm đó, hẻm đầu tiên á thì hẻm đó là hẻm xe ba gác nha. Còn hẻm này á là hẻm hai xe máy có thể né nhau thoải mái nha cô chú anh chị. Vào bên trong nhà của mình á thì nó hẻm nó rộng hơn một tí, và ở phía trước của ngôi nhà của mình á là bức tường nên không có mặt tiền phía trước không có sử dụng tới, nên cô chú anh chị mình có thể mình đậu xe ở cặp vách này luôn. Đó, đậu cặp vách này luôn, rất là thoải mái nha cô chú anh chị. Thì bây giờ ông Hoàng sẽ đi vào bên trong để review cho cô chú anh chị mình ha. Đây là cái mặt không, cái mặt mà mặt đuôi của ngôi nhà mà nhà mặt tiền phía trước này của chú anh chị. Mặt này là mặt đuôi nha. Thì vị trí ngôi nhà của mình là cái căn này nè. Nhà mình hiện tại là đang thuộc số 122 sẹt 6 đường Hùng Vương, thuộc phường 2 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh ha. Nhà kết cấu một trệt hai lầu nha cô chú anh chị. Đây là lầu 1 của ngôi nhà mình, lầu 2 ở bên trên. Ở lầu 1 thì cái ban công nó sẽ nhỏ nha. Ban công nó khoảng có chừng là 3 tấc ha. Ở lên bên trên thì cái ban công mình nó rộng khoảng có chừng là 6 tấc ha, 6 đến 7 tấc ở bên trên ha. Thì bên trên thì cũng có làm cái lan can đồ đầy đủ hết nè. Ở này lầu 1, lầu 2. Nhà thì được cái là hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh nha. Ở kết cấu một trệt hai lầu, nhà có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng nha. Nhà không lộ giới, không quy hoạch luôn nha cô chú anh chị. Nhà mình không lộ giới, không quy hoạch ha. Ở đây là bên trong vị trí của ngôi nhà của mình đây. Nhà hiện tại là phía trước này đó là chủ đang xài một lớp cửa nhôm sinh pha hai cánh nè. Rồi cái lối này là lối để mình đi ra, hướng ra đó mình rẽ trái là mình ra vị trí mặt tiền đường của đường Hùng Vương ha. Ở đây là hiện tại đang thuộc phường 2 quận 10 nha. Ở mặt tiền thì cái đồng hồ điện của mình thì chủ đang thiết kế nằm ở đây nè. Ở đồng hồ điện ở đây ha. Còn đồng hồ nước thì sẽ ở khu vực ở dưới này. Ở đồng hồ nước chủ đang thiết kế ở đây. Một trệt hai lầu nha cô chú anh chị. Một trệt hai lầu, nhà có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng ha. Mua bán thì chỉ công chứng sang tên lúc nào cũng được luôn. Ở đây nè. Này là lầu 1, lầu 2. Và đây là địa chỉ của ngôi nhà mình, 122 sẹt 6 đường Hùng Vương thuộc phường 2 quận 10. Nhà mình thì cái thềm nhà chủ sẽ làm cao hơn so với lại cái thềm đường là khoảng có 2 tấc nha cô chú anh chị. Và bề mặt đó là bằng đá hoa cương nè. Bề mặt này bằng đá hoa cương. Ở bên trong là chủ ốp gạch bóng kiến ha. Nhà mình thì hiện tại là kế bên là hẻm cục ha. Kế bên hẻm cục là nhà mình, rồi tới thêm một ngôi nhà nữa là hết nha cô chú anh chị. Thì hẻm nhà mình là hẻm cục,
Ở đây thì mình được đậu xe nè, ở mình đậu xe trước đây thoải mái nè, mình đậu được 2 chiếc ha. Ở nếu của chú anh chị nào mình đậu được 2 chiếc xe ở đây, ở đậu hai chiếc thoải mái nha của chú anh chị. Hẻm rộng khoảng cỡ chừng là 2m đến 2m rưỡi của chú anh chị nha. Nhà 2 lầu, 1 trệt, 2 lầu, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Nhà mình có bề ngang là 2m và chiều sâu vô trong là 6m nha. Tổng diện tích đất của ngôi nhà mình là gần 12m2 đất. Nhà kết cấu 1 trệt, 2 lầu nên tổng diện tích sàn của ngôi nhà mình đó là 35,1m2. Nhà không lộ giới, không quy hoạch nha cô chú chị. Nhà mình không lộ giới, không quy hoạch, nhà hoàn công đầy đủ, 1 trệt, 2 lầu ha. Nhà có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng. Khu bên này sẽ là khu vực bếp của ngôi nhà mình, ở bồn rửa chén, ở bên trên là hệ thống tủ vi nhôm ha, bên dưới cũng là hệ thống tủ luôn. Bề mặt thì bằng đá hoa cương nè cô chú chị, bồn rửa chén inox 304 sâu lồng ha. Ở bên dưới này chắc chủ có thiết kế cái khoảng không gian để máy giặt không? Ở sau này cô chú anh chị mình về mình có thể thiết kế cái khoảng không gian để máy giặt ở dưới đây ha. Hiện tại thì chủ không có thiết kế nha. Cầu thang nhà mình là cầu thang đúc bê tông cốt thép luôn nha cô chú anh chị. Đó, kiên cố đúc bê tông cốt thép ha. Ở đây là khoảng khu vực toilet của ngôi nhà mình. Hiện tại toilet thì chủ ốp gạch cao ráo đụng lên tới bên trên luôn nè cô chú anh chị. Ở cửa thì hiện tại đang xài cửa kéo lùa nha. Vòi sen tắm, kệ để đồ đầy đủ hết cô chú anh chị. Đó, lavabo, gương soi. Đó, nhà mình hẻm cực kỳ sạch sẽ luôn. Ở đây thì cực kỳ an ninh rồi. Quận 10 thì khu dân trí cao nha cô chú anh chị. Và hẻm này là hẻm khu thuộc cái khu mà phải nói là an ninh. Đó, ở đây thì dân cư là chuyên dân cư là làm ăn hết chứ không phải là tụ tập mà quýnh bài quýnh bạc đồ của chúng chị ha. Ở đây thì cô chú anh chị mình sẽ thấy nè, đường xá là sạch sẽ ha. Đó, đường xá sạch sẽ nha cô chú anh chị. Đó, gọn gàng luôn cô chú anh chị ha, để xe ngăn nắp nha. Đó, ở đây để xe ngăn nắp cô chú anh chị nha. Đó, rất là gọn gàng. Đó, trên trần thì chủ có làm cái trần giật cấp nè cô chú anh chị và hệ thống đèn led âm ở bên trên. Hai bên thì tường thì chủ ốp gạch cao lên khoảng full trần nha. Nhà cầu thang đúc bê tông cốt thép, bề mặt đi bằng đá hoa cương, tay vịn thì bằng gỗ cam xe. Đó, khung sắt luôn nha cô chú anh chị. Thì bây giờ ông Hoàng sẽ đi lên lầu 1 để review ở bên trên cho cô chú anh chị mình xem ha. Ở đây thì có cái hệ thống tủ nè. Khu vực này cô chú anh chị mình thiết kế mình kệ thờ ông táo ha. Kệ thờ ông táo ở đây cũng có cái hầm tủ nè, mình có thể để đồ ở dưới đây cũng được nè. Cầu thang thì nói chung là bề mặt đi bằng đá hoa cương, những cái bậc đi nó khá là nhẹ nha cô chú anh chị. Ở trên lầu 1 này sẽ không có khoảng không gian toilet ha. Nhà mình thì lầu 1 không có khoảng không gian toilet nhưng mà lầu 2 là có nha cô chú anh chị. Thì ở đây là sẽ là đi lên lầu 2 ở bên trên nè. Ở phía trước này sẽ là cái khu vực phòng ngủ ha. Ở đây là phòng ngủ của ngôi nhà mình. Ở đây là một phòng nha. Ở gạch ốp cao ráo hết nha cô chú anh chị. Ở ốp xung quanh cao ráo hết nè. Ở gạch ốp cao ráo. Rồi phía trước sẽ có khu vực ban công. Ở phía trước này có ban công để mình làm cái xào phơi đồ. Có lan can nè cô chú anh chị. Lan can là bằng inox, bằng sắt nè ha. Lan can này bằng sắt nha. Ở có cái ống thoát nước luôn nè, cái phải ống thoát nước nè cô chú anh chị. Chủ đã làm sẵn cho cô chú anh chị mình hết rồi. Cửa này là cửa nhôm kéo lùa nha cô chú anh chị, rất là nặng nha, kính cường lực nha. Ở cửa nhôm kéo lùa, kính cường lực. Ở nhà hệ thống đèn led âm luôn ở bên trên trần luôn rồi cô chú anh chị. Ở cái này cô chú anh chị mình có con em đang đi học ở trên đây á, thì mua cái căn nhà này là phù hợp nha. Chỉ có 2.350.000.000 thôi cô chú anh chị mình sẽ sở hữu ngay cái ngôi nhà 1 trệt, 2 lầu, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Nhà có sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, không lộ giới, không quy hoạch nha cô chú anh chị. Thì bây giờ ông Hoàng sẽ quay cuốn sổ cho cô chú anh chị mình coi nha. Đây cô chú anh chị mình thấy không, nhà mình bề ngang là 2m nè, chiều sâu vô trong là gần 6m nè cô chú anh chị thấy không. Nhà không lộ giới luôn nè, cái ranh lộ giới là ngay chỗ cái tim nhà của mình luôn nè. Đường này thì nó rộng khoảng có chừng là 2m đến 2m rưỡi ha. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 là đầy đủ nha cô chú anh chị. Rồi để ngoài quay cái phần kia cho cô chú anh chị mình xem ha. Nhà mình hiện tại đang thuộc số 122 đường Sạc Xấu, đường Hùng Vương, thuộc phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích đất sử dụng là 11,7, gần 12 mét vuông của chú chị ha. Đó,
hình thức sử dụng là lâu dài, đất ở tại đô thị nè, thời gian lâu dài này của chúng chị, đất được chuyển nhượng công nhận quyền sử dụng đất này của chúng chị, diện tích sàn của mình được công nhận luôn nha, là 31,1 m² nha của chúng chị. Nhà hoàn công đủ một trệt một lầu, một trệt hai lầu ha, có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, và mức giá chủ đang gửi chỉ có 2.350.000.000 thôi. Nếu cô chú anh chị nào đang quan tâm cái bất động sản này, mình có thể liên hệ với Hoàng với số điện thoại 0901796379 nha. Còn nếu cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm cái bất động sản này, mình có thể liên hệ với Hoàng với số điện thoại 0901796379 nha. Còn cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này giúp cho bên Nguyễn Hoàng ha. Nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất, và có và xem kênh của Nguyễn Hoàng thì có được nhiều cái bất động sản có giá trị nha cô chú anh chị, và rất là phù hợp. Nếu cô chú anh chị nào ưng ý cái bất động sản nào thì mình có thể liên hệ Nguyễn Hoàng ngay nha. Ở đây là khu vực toilet ở lầu 2 của ngôi nhà mình, thì cũng có bồn cầu, lavabo, gương soi, vòi sen tắm, gạch thì ốp cao ráo đụng lên tới bên trên luôn. Và bên ở phía sau này là có mấy cái ô thông gió nè cô chú anh chị, có cái kệ để đồ luôn nè. Đó, rất là tiện cô chú anh chị. Cửa này là cửa nhôm nha, cửa nhôm kéo lùa nha cô chú anh chị, cửa nhôm kéo lùa. Rồi cái lối này là cái lối để mình ra cái phòng phía bên ngoài ha. Thì cái khu vực phòng phía bên ngoài thì sẽ có một phòng ngủ và có khu vực ban công luôn. Thì phía trước đó cô chú anh chị mình có thể mình làm cái khu vực phơi đồ, ở khu vực phơi đồ ở ngoài. Tại vì ban công ở ngoài là cũng có lót gạch đồ đầy đủ hết cô chú anh chị. Ở nhà đẹp mới, ở bên trên hệ thống đèn led âm nè. Ở gạch ốp cao ráo, lầu 1, lầu 2 đều ốp cao ráo hết cô chú anh chị. Và khu vực này là khu vực ban công của ngôi nhà mình. Ở khu vực này nha cô chú anh chị, khu vực ban công ha. Ở có lan can đồ đầy đủ hết nè, khu vực lan can xung quanh nè. Ở lan can bằng sắt, rồi có cái bậc nâng cấp để mình đi xuống luôn nè, cái bậc nâng cấp để mình đi xuống cái ban công. Ban công thì lót gạch nha cô chú anh chị, có cái ống thoát nước luôn, lối thoát nước luôn. Ở bên trong đây thì chỉ có khoảng có chừng là 10 căn nhà thôi cô chú anh chị. Hẻm này cực kỳ sạch sẽ và an ninh luôn ha. Nếu cô chú anh chị nào quan tâm, mình liên hệ Nguyễn Hoàng để mình qua mình xem nha. Ưng ý mình gặp trực tiếp chính chủ để mình trao đổi về cái giá cả nha cô chú anh chị. Nhà mình là thuộc con hẻm 122 sạc 6 đường Hùng Vương, thuộc phường là 2 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Nhà kết cấu một trệt hai lầu, ngang là 2m và chiều sâu vô trong là 6m nha. Có sổ hồng riêng, hiện tại ngôi nhà đang có hướng chánh là thuộc hướng đông nam của chúng chị nha. Mức giá chủ đang gửi là 2.300.000.000. Nếu của chúng chị nào quan tâm, liên hệ ngoài ngay để mình qua mình xem. Ở ý mình gặp trực tiếp chính chủ nha cô chú chị. Rồi, ngoài xin chào và hẹn gặp lại của chúng chị mình ở clip tiếp theo nha.